Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Hay Đây, về quê trồng trồng rau, nuôi lợn, nuôi bò, nuôi gà, các kiểu thể loại, một tựa game giải trí rất là nhẹ nhàng. Thì nếu anh em nào thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá, một share và cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Thì chúng ta sẽ có 5 giây để đăng ký kênh. 5 4 3 2 1. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu anh em là thích xem những cái series về Tam Quốc hoặc là một số cái tựa game như là sắp tới như có Zing Speed chẳng hạn, hay là Clash of Clans, thì thằng em mình vừa đang làm cái kênh mới, nó muốn đăng tập làm YouTuber, anh em có thể vào đấy đăng ký kênh để ủng hộ nha. Rồi mình sẽ để ngay cái link ở phía dưới phần comment, thì mình sẽ để mình ghim lên đấy. Thì có rất là nhiều bạn đã bảo là mình còn chưa biết cách kết bạn cơ, thì mình sẽ xem lại cái video hôm trước nha. Đây, đây chưa cái video hôm trước, mình bật lên cho anh em xem luôn. Có rất là nhiều cái comment trong này. Đây, đây chính là cái video hôm trước. Xem nào có video nào để hướng dẫn mình cách ấy không. Trở lại Clash of Clans. Rất là nhiều bạn bảo mình chơi Clash of Clans nhưng mình không có thời gian. Chơi tiếp. Rồi, trồng gà cái gì đây thì mình xem có. Anh mua rồi. Hiện tại thì cái trò này ấy, lúc đầu tiên thì nó sẽ rất là khó chơi và nó cũng khá là nhàm chán ấy. Thế anh em có thể ủng hộ thêm cho mình thêm tiền vàng hoặc là thêm một số cái dụng cụ ấy. Mình thì mình đang cần rất là nhiều thứ bên này. Trời, mình không biết để tiếng không đó. Từ nha anh em. Sẽ có để tiếng không? Ồ, tắt tiếng đi rồi, thảo nào không có tí tiếng nào cả. Bật tiếng to to lên. Con này nó cần cái gì nhỉ? Con này nó sẽ cần okay, từ từ mình sẽ cần phải đi giao. Mình sẽ cần phải thu hoạch đấy anh em ạ. Ok, nâng cấp này, tôi cần phải nâng cấp cái nông sản này lên này anh em. Mình cần mấy cái này, không biết anh em nào cho mình cái đinh ốc với cái ván không. Mình đang thiếu hai cái đấy rất là nhiều. Đấy, đấy là một cái điều mình không có cái nào cả, hiện tại không có cái nào cả. Mình xem có cái comment nào để kết bạn hay không. Jurassic 2 á, có rồi à? Mà bấm vào quyển sách rồi nhập mã là xong. Ok. Thì một số anh em bảo mình là nhập vào quyển sách à? Quyển sách nó ở chỗ quái nào? Hello, hello. Không biết quyển sách ở đâu luôn. Hey, quyển sách ở chỗ nào? À đây, quyển sách đây. Xong nhập mã đây anh em ạ. À, cái mã của mình là sẽ là PGG2CZLUG nha. Đấy, bây giờ mình sẽ nhập mã một số anh em. Anh em có dương được ở trong rừng đó ấy, thử tìm đi, anh bán bom mìn. Thì anh nên mua nhiều vào để mở rộng đất. Ok, như thế này, khu vực trên mây. Để xem có ai để cái cốt không. Anh em để cốt đấy để mình có thể là kết bạn nha. Ở đây, nó là cửa sổ, chính xác rồi. Kết cây xong rồi anh sẽ con tôm. À đây, sẽ có một cái bạn này, bạn là Quang Đạt Bùi. Đây, mình sẽ kết bạn với bạn này một tí nhá. Tìm kiếm Quang Đạt Mùi, đây đúng không? Thêm bạn, rồi, một người đã được kết bạn này. Anh kết bạn với em đi, ID của em là cái này. Ok, anh em để nó thành chữ thường với nhá, cho dễ. Tại vì cái này nó hơi mệt. Mình sẽ kết bạn với tất cả các anh em. Tâm Nguyễn 66 à? Anh em có giúp đỡ mình một tí không? Cho mình ít tiền được không? Chào bạn bè. Anh vào gian hàng bên đường, anh bán đồ xong ấn mắc giá là biết được món đồ giá bao nhiêu. Anh bán xong đang đảm bảo có người mua trừ lúa và ngô ít người mua. Rồi. Em tên Trường, rồi ok, thân muốn làm vợ anh là sao ta? Vòng quay 3 giờ chiều sẽ có mặt đây, mình đã có cái vòng quay đây rồi anh em. Mong anh chơi tiếp game này, ok mình sẽ chơi thôi, nhưng mà rất nhiều comment đấy anh em. Nhiều lắm ấy, rất nhiều comment. Anh vào tờ báo mua thứ rẻ tiền, sau bán lại với giá đắt hơn sẽ có nhiều vàng. Ồ, 10.000 vàng, đây, ok, rất là nhiều cảm ơn anh em. Mình sẽ đăng cái video này lên đã. Chúng ta có rất nhiều thứ phải làm, cái này còn chưa đăng lên được tại vì nó chưa xử lý xong. Rồi thì mình sẽ mình tắt tạm thời nhá, tắt cái này đi nhá. Ok, chúng ta đã trở lại, đã có hai người ở đây. Mình sẽ đi mua mấy cái mía miếc gì đó đây, mình sẽ bán bớt cho cái con này không được. Ông này cần mua cà rốt à? Cà rốt mình bán luôn. Rồi mình bán cà rốt các thứ đi. Rồi, ok, bên này mình sẽ giao hàng luôn anh em ơi. Lúa các thứ giao hàng đi. Con này nó cần cái này à? Chúng ta sẽ có, dĩ nhiên là có mía rồi đây. Thu hoạch hết anh em. Full rồi. Tôi đang full rồi. Có của bạn đây, bán luôn. Thêm tiền anh em ạ.
Rồi ok, chúng ta sẽ phải nâng cấp cái kia lên. Rất nhiều thứ. Chúng ta có một cái vòng quay may mắn ở đây, mình sẽ được quay free một ngày. Xem nào. Chúng ta sẽ có sữa. Được rồi, tặng thêm cái sữa. Phải không ta? Sức chứa đã quá rồi. Quá nhiều rồi. Có một cái sự kiện mới này. Con này nó bỏ đi rồi, tại vì không bán nó bỏ đi anh em ạ. Thế mới điền chứ. Mình đang cần phải làm cái bỏng ngô. Vấn đề là bỏng ngô mình đang xây dựng mà vẫn chưa xong anh em ơi. Đấy, một cái điều rất là khổ mình ở đấy. Kho mình cũng full rồi. Chết rồi, bây giờ full hết đồ rồi. Nhiều đồ quá rồi. Có thể bán trứng được không? Ấn vào đây. Xem cái giá mắc của nó là bao nhiêu. Ví dụ như trong này chẳng hạn này, trứng này 50 quả, 50 đồng, 5 đồng một quả đúng không? Hình như vậy, ấn mắc luôn. Đưa ra bán này. Trứng này. Có ai mua cái gì không? Trứng đinh ốc cái này mình cần mua. Mình đang cần mua một cái đấy để nâng cấp. Cái này thì mắc là 144 à. Trứng lúc nãy mình bán có vẻ rẻ quá không nhé? 14 đồng một cái này đúng không? Rồi mình sẽ bán cái này luôn. Không biết có ai mua hay không nữa. Vấn đề có ai mua hay không thôi. Cái này để mắc giá được không ta? Đấy, bán ra này. Mình đang cần tiền anh em ạ. Giờ cần rất là nhiều tiền. Mấy cái này mình sẽ không bán làm gì cả. Sữa trước em để dành để có thể lấy được. Cái này 75 đồng là cái đưa ra bán. Cái này rẻ quá này anh em. Quảng cáo nữa. Thế rồi, cái này có rẻ quá rồi, có khi là rẻ quá. Ô tạo mặt hàng mới được anh em ạ. Và cái này trong chúng ta bị giảm xuống này, ngon, hay thế. Rồi mình có thể thu hoạch được anh em ạ. Xong rồi cho vào đây. Đấy, chưa cần phải vội đâu, đúng không? Sữa chưa xong nhá, sữa chưa xong. Bên này gà cái thứ thì nó đẻ rất là nhiều trứng. Thu hoạch, thu hoạch, thu hoạch, thu hoạch. Thu hoạch hết trứng này anh em. Đấy, đã xong. Để cho thêm nó ăn. Đấy, ok. Cho ăn nào, chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất ra những cái thứ khác, dĩ nhiên rồi. Thức ăn cho gà hiện tại còn 10 cái này còn 9 cái. Chúng ta sẽ trồng những cái loại nào mà giá nó đắt ấy thì trồng thôi. Đấy, như thế này. Mía mía để có thể làm cái đường nước gì đó. Và đây mình có thể nhận thưởng này, nhận thưởng một đống thứ này. Kiếm thêm một vài game đúng không? Tội gì. Cái này đang xây. Mình có thể xây thêm một cái nữa bên này. Đó là chúng ta đất thì mình cũng chỉ thế này thôi. Mình sẽ xây thêm một cái nhà máy chế biến sữa thì mình có rồi này, nhà máy ép mía này, ép mía thành đường. Rồi 5 giờ. What the hell. Ok, mình sẽ đi ra ngoài. Hết tiền, mình hết tiền mua rồi. Có một đơn hàng không giao được. Vấn đề là không giao được nha. Người trợ giúp và gần nhà bạn. Đích có ai trợ giúp mình luôn. Quay số thì chúng ta quay xong. Có ai đến mua không ta? Có mỗi ông này thôi. Ông này mua trứng thôi. Rồi mình sẽ bán 13 quả trứng. Ui bán luôn anh em. Trứng kia rẻ quá chưa? Trứng này khi rẻ quá. Mình sẽ cho nó vào. Rồi để lại trứng chứ. Trứng này rẻ quá. Có thể không được. Trứng thì có thể bán bớt đi nhưng mà mắc này. Mắc pin này. Đưa ra bán luôn. 176 đồng. Có ai đến để mua thêm đồ mình không nhỉ? Hiện tại là đang không có ai. Không có ai ra mua đồ của mình cả. Có rất nhiều thứ để mở nhá. Lên level 10 thì anh em sẽ mở ra được cho chúng ta một cái gì nhỉ, người ta gọi đấy là cái đấy là thử xem cái sự kiện cây trồng bội thu. Thời tiết đang rất tốt để làm nông đấy. Trong thời gian ra sự kiện này, đối với tất cả các loại cây trồng bạn sẽ thu hoạch được 3 thay vì như 2 như bắt đầu như thường lệ này. Mùa màng bội thu anh em ạ. Đây là cây trồng bội thu này. Tin thế giới này. Chúng ta đã thành công, thị trường rất vui mừng vì những đóng góp và sự hợp tác tuyệt vời của mỗi người nông dân. Mỗi người sẽ nhận được 20 đồng. Ok, rồi. Thì mình sẽ để ngay cái code phía dưới cho anh em xem nhé. Báo này. Giá tốt hàng ngày chúng ta sẽ... đây 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 đây, nhận mua luôn đấy. Lý do mình sẽ cần phải phá đá, phá cây trồng ra này. Hiểu không? Phá đá ra này. Nổ. Nổ. Ok. Chúng ta cần phải phá ra để có chỗ thêm xây dựng thêm ấy. Không là ông mệt đấy. TNT nổ. TNT mình có khá nhiều, mình mua được một ít TNT ở ngoài kia, ở ngoài chợ. 176 đồng. Rồi mình phá mấy cái này ra.
chặt chặt cây chặt cối đi. Cái này cần cưa nhá, cây to thì cần cưa, mà cưa thì chúng ta không có. Đấy, xe hàng đã về, đã cho ăn. Cái này chưa làm gì được, mình sắp lên level 10 rồi, và sắp level 10 thì mình sắp nuôi được lợn rồi. Đấy, chính xác như vậy. Bây giờ thì kho kiếc thì nó sẽ sức chứa thoải mái đi. Bánh này thì chưa chế được này, nướng thêm cái bánh này nữa đi, tạm thời thế đã. Nguyên liệu có ai mua đồ gì không ta? Hiện tại là không có ai mua, mình sẽ đến nhà cái thằng này để mình lấy cái xem nó bán đồ gì. Nó bán đồ rất là rẻ đó, công cụ này mua luôn. Đây mua này không nhỉ? À, mua hết đi, tại vì nó giá bán giá rẻ mà anh em. Đó, mua hết rồi, để mình xem những nhà khác xem như thế nào, xem có ai quảng cáo bán biết gì không. Lúa mì 10 nhân TNT 720 đắt thế, ngô 7 đồng, lúa mì có 20 đồng này. Ôi rẻ chưa này, bà này bán rất là rẻ luôn. Lúa mì 20 đồng nhân 10. Ô, popcorn có 97 đồng anh em. Ôi, mua luôn. Rồi mình về, mình biết làm gì không? Mình giao hàng. Mình cần là popcorn là ngô ấy, thế này. Mình mua bao tiền ta? Ôi chết tiệt. Popcorn đây. Mình thiếu cái gì mình đi giao hàng luôn anh em ơi. Mình có thêm tiền chứ. Tội gì đúng không? Mình cần đường nâu. Được sẽ 72 đồng mà phải cần mua 4 cái đường nâu anh em ạ. Hai bán đường nâu không? Bán ngô ấy. Mía đường đường nâu thôi, tôi cần đường nâu. Tìm cái quái được. Ồ. Oh. Chỉ bán con này thôi ạ. Có ai bán đường nâu không ta? Hiện tại là mình không thấy cái đường nâu nó đâu. Nó có gì là có người bán ạ. Có thể trong này ấy, trong này sẽ có này. Xem nhà nào giá nó rẻ rẻ thì mình sẽ mua. Ngô 72 là quá đắt này. Theo mình thấy là rất là đắt. Ngô 1, ok. Đây giá cực rẻ. Nhân 10. Úi dồi. Nhà này bán toàn ngô thôi anh em ạ. Ngô cao sản nhân 10 mà có 1 đồng thôi. Mắc ngon luôn. Xong rồi mình lại bán lại ngô cho người ta. Yes, hay chưa? Có đơn hàng nào giao ngô không nghe ơi? Ok. Ngô rất là rẻ nhá. Không ai mua ngô của mình rồi. Vấn đề có ai mua ngô không ta? Mình để đầy nhà. Hải vẽ lúa để đầy nhà luôn. Ông ấy cần gì? Đây có người mua rồi. Có người mua rồi, xem để ông cần gì nhá. Hoặc là ngô có thể chế được cái này. Ngô và phải có thêm một cái loại đỗ. Chắc là vậy. Ông ấy cần gì đây? Có món này không? Giá là 78 đồng. Ok, mình sẽ cần để bán cái này à? Bây giờ thì chúng ta có bao tiền? Cho còn 66 đồng thôi. Chết rồi. Mua nhiều ngô quá, chẳng làm gì cả. Đấy. Kinh doanh là cũng hơi bị đau đầu đấy. Không biết, không phải là đùa đâu nhờ. Có những cái nhà giá khá là rẻ. Ngô này. Nhà nào thấy giá rẻ là mình biết ngay là sẽ có bán đến đây. Lúa mì này. Toàn bán lúa mì thôi. Mình cần đích gì về ấy đúng không? Yes. Mình có đào trộm được không ta? Không đào trộm nhá. Dĩ nhiên sẽ không để đào trộm được rồi. Người theo dõi. Về nhà đã anh em. Chắc là tập sau ta sẽ làm nhiều thứ hơn đi. Anh em có thể cho mình nhiều thứ hơn, hoặc anh em có thể mua bớt cho mình những cái đồ này. Thì mình có thêm tiền. Dĩ nhiên là như vậy. Mình cũng bán thêm cả lúa nhá. Bán thêm cả ngô nhá anh em. Anh em nào có thể là mua cho mình cái này thì ngon. Mình đang cần bán với số lượng. Đưa ra bán này. Có thể đưa ra bán hàng quảng cáo các thứ. Rồi. Để mình có thêm một ít tiền mà. Trang trải cuộc sống nó khó khăn. Cuộc sống của tôi rất là khó khăn. Và mình cần những cái mặt hàng này. Nếu anh em nào kết bạn với mình có thể bán cho mình cũng được. Mình cần cái bánh. Bánh gì đây? Chưa ăn lóc. Chúng ta chưa ăn lóc. Mình chưa ăn lóc cái bánh đấy. Mình cần vài bánh đấy để ăn lóc. Để có thể là bán cho ông này nha. Ok thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Hay Đây. Xin chào, gặp lại. Bye bye.